Thành Nguyễn chào các bác nhá. Hôm nay là buổi chiều chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019, Thành Nguyễn đáp bộ hát cho em Vũ Văn Phúc ở đội 2 thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng. Mức giá là hơn 20 triệu thôi. Có một mic su này, một lưng tiếng, một vang số, một đẩy là A chính hãng Teutic. Bộ này. Hoặc cao lên em phát bắt tay em Hùng. Em không lợi dụng cái phạm đâu. Ok rồi anh ạ. Bây anh lúc ra ngoài ra xong.